triệu đồng. Giá trung bình một hạt khoảng từ 3.000 đến 5.000 đồng. Chính vì vậy, hạt dồi từ lâu vẫn được mệnh danh là vàng đen của vùng Tây Bắc. Một điểm chú ý khi chế biến các món ăn liên quan tới hạt dồi, đó là hạt dồi phải được rang chín, rồi tán nhỏ ra mới dậy mùi thơm. Tuy nhiên, hạt dồi sau khi đã rang hoặc nướng chín không để được lâu như hạt tiêu, nên khi nào cần dùng, người nội trợ mới đem rang hoặc nướng để giữ được nhiều mùi thơm và vị ngậy nhất. Trong khi dùng lửa thì chúng ta cho lửa thật nhỏ. Sau khi lửa nhỏ thì chúng ta rang đều tay. Khi nào mà hạt dồi thơm, có mùi bốc lên và sau khi đấy chúng ta cảm nhận là hạt dồi có vị khô, sau đó chúng ta đem ra xay thì hạt dồi sẽ là ngon nhất. Nếu như các bạn xay rang quá kỹ thì hạt dồi sẽ không ngon nữa. Hơi hăng nồng nhưng mùi vị của hạt dồi rất thơm. Do đó, hạt dồi thường được người dân Tây Bắc dùng làm gia vị chế biến các món ăn như thịt lợn mán, thịt lợn rừng, thịt nướng, sườn nướng, gà nướng, tiết canh, các món dồi. Các món ăn nhờ thế mà thêm hấp dẫn. Món ăn sử dụng hạt dồi phổ biến nhất ở Tây Bắc có lẽ là thịt lợn mán ướp hạt dồi hấp. Món ăn này được chế biến từ nhiều loại gia vị như lá chanh, vừng rang, đường, muối, hạt dồi. Thịt lợn được chọn là phần thịt mềm đã thui qua rơm. Sau khi sơ chế sạch sẽ, người nội trợ ướp các loại gia vị đều lên miếng thịt. Lưu ý là ướp thật đều để thịt vừa ăn sau khi hấp. Sau khi sơ chế rồi, các bạn nên ướp cho một chút muối trắng và một ít mì chính, hạt dồi. Trong khi ướp thì các bạn nên dùng con ngón dao có thể khía những khía thịt của nó để cho nó ngấm gia vị. Cho hạt dồi, một ít hạt dồi và mì chính, muối trắng. Sau khi nhồi nhát, cho nhuyễn để cho thấu gia vị thì các bạn nên cho vào trong lò, trong nồi hấp cách thủy. Thịt quá dừ thì sẽ không ngon. Các bạn hấp nên vừa chín tới thì món ăn sẽ ngon hơn. Sau đó thì chúng ta ăn kèm đến nước chấm là muối rang. Muối rang này thì các bạn lưu ý là muối rang được muối thường ngày. Chúng ta đem rang khô và trộn với gia vị hạt dồi, với ớt cộng với chanh. Sau đó thì chúng ta ăn kèm với gia vị hạt dồi này. Trong khi ăn mấy món thịt lợn bạn hấp này thì nên có một ít rau sống. Rau sống thì rất đơn giản, thì rau sống thì có rau ngổ và rau húng quế và những rau sống tương tự, các bạn ăn thêm nó sẽ ngon hơn.
Hạt dổi nướng, giã nhỏ, trộn với muối chanh, ớt, thành một thứ nước chấm cay cay, chua chua, thơm ngậy, dùng để chấm thịt gà, thịt luộc, thì không một thứ nước chấm nào có thể sánh được. Hay đơn giản nhất, xôi trắng, chấm với muối rang hạt dổi thôi, cũng đã khiến người nào từng được ăn qua phải nhớ mãi. Ngoài ra, hạt dổi còn được dùng để ngâm các món măng, ớt hay ngâm các loại quả muối. Món ăn đặc biệt gắn liền với hạt dổi của người dân Tây Bắc là thịt gà nấu mang chua. Chỉ cần rắc thêm một chút hạt dổi vào lúc ướp gà và sau khi nấu, sẽ khiến món ăn mang hương vị rất đặc biệt. Gà thì chúng ta lựa chọn gà cho tầm khẩu phần ăn từ 4 đến 6 người ăn. Thì chúng ta lựa chọn từ gà từ 1 cân đến 1 cân 2. Đấy, sau khi chúng ta làm sạch sẽ thì chúng ta đem ra chặt chế biến. Đấy, măng chua thì một lượng gà vừa đủ cho 4 đến 5 người ăn thì chúng ta cần khoảng 0,5 kg. Sau khi đã chặt và sơ chế gà, chúng ta nên ướp gà với măng chua và sau đó chúng ta ướp thêm một ít giặt hoạt rồi. Trong khi ướp khoảng tầm 10 đến 15 phút, ta phi hành lên và gừng thì chúng ta cho vào xào gà cho đến khi nào săn. Sau đó chúng ta cho nước vào, om khoảng tầm 3 phút đến 1 tiếng. Đến khi nào mà thịt gà săn lại và cho nước dùng thật là trong, món gà sẽ ngậy hơn và ngon hơn. Không phải ngẫu nhiên mà hạt dổi lại có giá đắt như vậy. Quả thực, dổi là một loại hạt gia vị cực kỳ đặc biệt mà ai đã một lần được thưởng thức, có lẽ sẽ chẳng thể nào quên. Thậm chí, người nào hay được ăn có khi còn bị nghiện loại vàng đen này. Dù chỉ là thứ gia vị, nhưng khi tẩm ướp hoặc pha đồ nêm nếm, hạt dổi khiến món ăn hấp dẫn lạ thường. Bởi thế, nó được ví đặc sản trời cho Tây Bắc. Mỗi món ăn đều có hương vị riêng và bí quyết thường nằm ở gia vị tẩm ướp hoặc đồ nêm chấm. Nếu từng có dịp lên Tây Bắc và thưởng thức những món ăn của người Thái, chắc hẳn chúng ta sẽ chẳng thể nào quên mùi thơm ngai ngái, ngậy ngậy đặc trưng. Hỏi ra mới biết là hương vị của hạt dổi. Ở Tây Bắc, chỉ khách quý mới được thiết đãi những món ăn có loại hạt quý này. Hương vị hạt dổi thì có cảm giác là tê tê, cay cay, vừa đủ và khiến cho người ăn thì rất là khó quên cái hương vị hạt dổi này. Khác với thảo quả là khi thảo quả thì bao giờ cũng có những cái vị như là mùi đậm đà hơn hay hắc hơn hay là gì đấy. Nhưng riêng cái hạt dổi này thì nó dễ nhận biết hơn là nó thơm hơn, nó cảm thấy là nó dễ chịu hơn, ngon hơn. Khi ai ăn đến hạt dổi một lần nhất định sẽ nhớ. Hạt dổi nếu các bạn cho quá nhiều thì sẽ không ngon. Nhưng các bạn cho một lượng vừa đủ sẽ tạo được vị thơm ngon và đặc trưng hơn của vị hạt dổi.
Hạt dổi thì thường thường thì không hợp như món hải sản. Hạt dổi thì không bao giờ được đưa vào hải sản. Thường thường hạt dổi này nó là cây 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 tự nhiên của trên rừng.